Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Long Audio. Thì trong cái video clip ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới các bác một mẫu mic micro không dây của hãng DB Acoustic. Đó là mic micro có mã model là K5000. Thế thì cái model này thực chất nó là cái model ngày trước em đã bán khá là nhiều và được các bác phản hồi rất là tốt nhé. Đó là mẫu DB450 25 mã, một mẫu mic mà đã bán rất chạy thời gian vừa qua. Đây em xin phép được mở hộp giới thiệu cho các bác. Sản phẩm của DB Acoustic họ làm rất là cho chuốt, đến cái bao bì ni lông này họ cũng đã in logo và các thông số trên này, đến tai mic cũng thế, túi ni lông có dây thít in logo. Đây là cái adapter nguồn. Nguồn này 12V 1A. Rất xịn sò. Một cầu bên. Jack 6 ly kết nối ra vang số. Hai cục chống lăn. Đây là hai tai mic. Đây là pin sơ cua để lắp vào mic sử dụng. Rồi sau đây em xin bóc nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Có thể cả mình đang quay đây này, thao tác hơi khó. Đây là đầu thu của chúng ta. Về hình thức thiết kế cũng như là cái linh kiện, tất cả bên trong là đều là cái của cái mẫu trước nhé, 450 25 mã. Nó chỉ thay đổi cái chữ K5000. Có nghĩa là bình mới mà rượu cũ đấy. Giống y xì như là cái 450 25 mã. Cái hình thức thiết kế, nội thất cũng như là giá bán. Con này đang có giá bán là 3,5 triệu các bác nhé. Mặt trước thì gồm các phím chức năng như phím volume, tăng giảm âm lượng, phím tăng giảm tần số, phím set để dò để vào cài đặt, scan là dò sóng sạch, phím echo này là cái đặc trưng của cái dòng này. Hiếm có cái micro là có cái chức năng này lắm. Nó có 5 chế độ, tức là 5 chức năng, 5 cái mức echo để các bác lựa chọn. Ngoài echo ở trên vang ra, các bác có thể dùng thêm cái echo này cho hát tiếng nó bay bổng và nó mềm mại hơn. Phím khóa, màn hình LCD. Bên này tương tự vậy, đây là nút nguồn. Các bác xem mặt sau. Hai cổng cổng Canon để cắm vào mixer. Đây là một cổng mic out gom chung ra một đường. Cổng nguồn DC 12V 1A. Nói chung thiết kế vẫn vĩ như giữ nguyên nhé. Tem cờ.
mã QR code để đấy trong web của DB Acoustic. Thì mã cào xác thực hàng chính hãng. Con này thì là em cũng bán cũng khá là nhiều và được các bác phản hồi. Lúc trước em bán là cái mẫu của nó là 450 hai mã, các bác phản hồi khá là tốt, chất lượng vượt xa so với giá thành. Rồi lát em sẽ cắm vào dàn để test lại các chất âm cho các bác cùng theo dõi. Đây các bác cùng xem cái tay mic của nó rất là đẹp các bác nhé, sắc nét chi tiết, sơn nano chống chảy xước, lưới chắn bụi thép không gỉ, cầm rất là đầm tay, cầm rất là đã nhé. Sau đây em bật mic lên thử alo cho các bác cảm nhận cái chất mic của cái bộ mic không dây K5000 này nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, 1, 2. Tiếng rất là sáng, rất là dày, rất là rõ. Alo, 1, 2. Đây là mức độ echo để số 0 trên đầu thu. Các bác thích nghe echo nhiều nữa thì các bác cứ tăng lên từ 1 đến 5. Lên 1, 2. Sau đây em xin test một bài karaoke để các bác cùng cảm nhận cái chất lượng âm thanh của đầu bộ mic này nhé. Nay với diện mạo mới đầy tự hào, xứng danh thương hiệu quốc gia, bia Hà Nội, diện mạo mới nâng tầm vị thế. Xin mời các bác cùng thưởng thức một sản phẩm tiền đất. Vẫn vàng trên đồng và gió như miên.
tiếng mic rất là ổn các bác nhé, rất là dày, sáng. Rồi vừa qua các bác vừa nghe em giới thiệu tới các bác bộ mic không dây của DB Acoustic K5000. Bộ mic này đang có giá bán hiện tại là 3.500.000. Thì các bác có nhu cầu mua sắm thì hãy liên hệ em nhé. Em ở Khả Đông, Duyên Hải, Hưng Hà, Thái Bình. Số điện thoại 0394942186. Em ship hàng toàn quốc. Các bác yêu mến thì xin hãy cho em một lượt đăng ký, lượt like. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.